Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc bà con mình cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc. Hiện tại chúng ta đang đứng ở đây là trước cửa siêu thị Vivo City ở quận 7, một siêu thị rất là lớn, rất là dài, ở nằm mặt tiền đường Nguyễn Văn Linh. Và chúng ta thấy ở đây rất là lớn, rất là đẹp, thiết kế trong đây rất là sang trọng. Và ở nơi đây là thuộc khu vực Phú Mỹ Hưng. Và nếu chúng ta thẳng con đường này, mình sẽ đi ra quốc lộ 1, cao tốc Trung Lương, Dầu Giấy, Trung Lương, miền Tây. Và hướng ngược lại, ta sẽ đi vào trung tâm Phú Mỹ Hưng, lúc nãy mình đã xem đó ha. Và thẳng con đường này mình sẽ đến cầu Phú Mỹ nè. Và ngày hôm nay, nhân một chuyến đi qua quận 7 có việc, và hôm nay đang trên đường về. Và em dẫn các anh chị và các bạn chúng ta cùng đi một vòng để mình thấy được cái khung cảnh từ Phú Mỹ Hưng này đến trung tâm Sài Gòn như thế nào. Và để các anh chị các bạn có thể hình dung được khi mà về Sài Gòn, đến Sài Gòn và từ Sài Gòn chúng ta đi qua đây như thế nào. Và trên con đường Nguyễn Văn Linh này chúng ta sẽ có một cái giao lộ Nguyễn Hữu Thọ. Giao lộ Nguyễn Hữu Thọ chúng ta sẽ quẹo phải để đi về trung tâm Sài Gòn, và quẹo trái phải đi về Nhà Bè. Nếu các anh chị từ quận Nhất mà đi qua cái siêu thị Vivo City và khu vực Phú Mỹ Hưng này, thì các anh chị đi qua quận 4, cầu Ông Lãnh, rồi đường Nguyễn Hữu Thọ tới Nguyễn Linh, chúng ta quẹo trái là sẽ đến khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Và nơi đó có siêu thị Richmond Mall và Vivo City, một trong những siêu thị rất là lớn ở Phú Mỹ Hưng này. Đó, và đây là giao lộ Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Hữu Thọ. Mình sẽ chạy tới một tí rồi mình sẽ quẹo Nguyễn Hữu Thọ ha. Nếu mình chạy thẳng mình sẽ đi về bến Phú Định cũng được nữa đó. Quận 8, chợ Bình Điền, chợ đầu mối nông sản. Ở Thủ Đức thì có chợ đầu mối rau cải, ở Bình Điền thì chợ đầu mối cá, tôm, thịt, chợ rau và chợ cá. Chúng ta sẽ quẹo phải đường Nguyễn Hữu Thọ, và để mình xem cung đường Nguyễn Hữu Thọ ngày hôm nay như thế nào. Và ngày xưa nếu anh chị bạn đã từng ở cung đường này thì mình cũng có thể hình dung được con đường chúng ta ngày hôm nay như thế nào ha. Nếu mà các anh chị không có ở đây thì mình sẽ hình dung được con đường đi từ trung tâm Sài Gòn đi đến khu Phú Mỹ Hưng này. Bảo Na đang chạy trên đường Nguyễn Hữu Thọ thẳng về quận 4. Và bên cánh trái chúng ta có trường đại học Tôn Đức Thắng. Trường đại học cũng rất là lớn. Ở đây thì có trường đại học cảnh sát nữa. Nói chung khu này hiện đang quy hoạch rất là sầm uất. Và giá nhà, giá đất khu này cũng rất là cao, không thua gì các nơi khác. Đây ta thấy hàng quán san sát nhau, nó khác với khung cảnh mà ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng lúc nãy ha. Ở đây thì hàng quán ăn vặt bán ngoài đường quá trời. Còn ở chỗ Phú Mỹ Hưng lúc nãy chúng ta kiếm một cái quán cốc vỉa hè thì hoàn toàn không thấy. Và đi tới tí nữa mình đã thấy một cái dãy, một cái dãy lóc chung cư rất là lớn luôn. Có tới mười mấy lóc luôn của Novaland, tập đoàn Novaland rất là lớn. Đầu tư ở quận 7 này rất là nhiều luôn á. Ở quận 7 này đa phần là cái
cao ốc của Novaland không thôi, đa phần thôi. Còn có một số thì Hoàng Anh Gia Lai rồi các tập đoàn khác, nhưng mà đa phần là mình nhìn thấy đó là Novaland. Và cái khu chợ Cô Giang cũng là tập đoàn Novaland đầu tư luôn đó. Nay mai gì thành cái building, building Mahatta, mà mấy lúc trước em đọc là Mã Nhật Tân Mahatta, là cái tòa nhà đó gắn liền, cái tên đó gắn có liên quan gì đó Trump á. Rồi, thấy bên cánh trái rất là nhiều cái chung cư nè. Chung cư đây là Sunrise City nè. Một căn hộ ở đây thì có giá khoảng 5-6 tỷ. 5-6 tỷ là bình thường ha. Muốn rộng hơn nữa là mấy hơn nữa đó. Ta nhìn không ra cái hình ảnh của quận 7 ngày hôm nay luôn á. Và chỉ duy nhất một trục đường và chúng ta sẽ đến được cái khu Phú Mỹ Hưng và những siêu thị bên đó. Ở bên phải thì có siêu thị Lotte rất là lớn rồi. Rồi chúng ta đi thôi. Bữa nay Sài Gòn không có nắng cũng không có mưa, trời âm u. Hôm qua thì Sài Gòn mưa liên tục. Ngày mai chủ nhật thì chúng ta sẽ đổi không khí, mình sẽ đi đi về quê ha, về vùng quê. Để cho bạn đầu nhỏ có dịp về thăm ông nội, bà nội. Em thì về thăm ba mẹ, dẫn này đi chơi luôn. Rồi sẵn quay phim gửi bà con mình, chúng ta cùng tham quan. Giống như là mình sẽ đi một chuyến du lịch miệt vườn, miền Tây đó. Bây giờ đi du lịch ở miền Tây rất là rẻ. Du lịch sông nước, du lịch miệt vườn rất là rẻ. Vài trăm ngàn đi sáng đi chiều về, khoảng chừng 200 ngàn, khoảng chừng 10 đô là sáng đi chiều về. Còn mà đi lâu hơn nữa thì khoảng chừng 50 đô, khoảng 1 triệu rồi đi 2-3 ngày rồi. Ở miền Tây, vùng đất nghèo, du lịch rẻ thì có trái cây rồi những hào sản của thiên nhiên. Chứ không có gì cao sang nên là giá rất là rẻ. Đối với các anh chị thích những khung cảnh thiên nhiên, những hình ảnh mang đậm tính chất giản dị, hình ảnh của quê nhà. Còn nếu anh chị muốn sang trọng thì chúng ta có thể đi những cái khu sang trọng như là Nha Trang, rồi Mũi Né Resort, hồ bơi ở những cái resort cao cấp. Còn nếu mình chọn miền Tây thì là những cái trải nghiệm thôi, chuyến trải nghiệm thích về thiên nhiên. Bên cánh trái mình đó là khu đô thị Him Lam, cũng là khu triệu đô, khu nhà giàu của nó hả. Sài Gòn ngày nay thì có rất là nhiều khu triệu đô, và từ từ có lẽ chắc khu nào cũng là triệu đô luôn quá. Ở khu vực dưới cầu Kinh Tẻ này bán rất là nhiều hoa kiển nè. Để hôm nào em sẽ đi dạo đây mua một vài cây kiển sẵn chia sẻ bà con. Nếu đối với các anh chị các bạn thích cây, thích hoa, đây bán bình, bán chậu, bán những cái con vật phong thủy rất là nhiều, bán tượng, hay bán tượng, bán chậu thủy tinh rồi đó, rất là nhiều luôn. Ở dưới chân cầu ông Lãnh, ở chân cầu Kinh Tẻ này. Ô
bà nhân tiện đây cũng nhớ đến các anh chị, mình sẽ đi ngang một cái căn nhà ở quận 4 ha. Và cung đường Nguyễn Hữu Thọ đến đây là hết. Nếu các anh chị các bạn có đi từ quận Nhất đi về quận 7 đến siêu thị Regent Mall và khu Phú Mỹ Hưng thì mình sẽ đi trục đường Nguyễn Hữu Thọ này. Và thời lượng từ cầu Kênh Tẻ này cho đến siêu thị đó khoảng 10 phút đi xe máy, và đi chậm như thế này tốc độ khoảng 20 km/h, và chúng ta sẽ đến. Rồi tới đây chắc em xin tạm dừng cái đoạn này, và em mời bà con mình tiếp tục đi vô cái đường ở quận 4, đó là nhà số 31 đường 45. Để chúng ta xem những hình ảnh căn nhà của ngày hôm nay như thế nào. Tại vì xuống cầu Kênh Tẻ này, bà cầu Kênh Tẻ này mới vừa làm lại bề mặt xong rồi nè. Chúng ta thấy cầu rất là rộng. Mà xuống cầu Kênh Tẻ này chúng ta sẽ vào khu vực quận 4, bên cánh phải là chung cư Tôn Thất Thuyết. Mình sẽ quẹo phải để vô chung cư Tôn Thất Thuyết. Cái cầu ngày hôm nay thì làm lại cái lối đi bộ chỉ nằm ở giữa cầu thôi, không có đi từ dốc đầu này qua đầu kia, để có thêm một khoảng trống nữa để xe chạy bớt kẹt xe. Bên tay phải chúng ta đó là chung cư Tôn Thất Thuyết. Chạy tới một tí nữa ha. Đây có những xe bán mía nè. Mình quẹo qua đường Vĩnh Hội. Trước mặt chúng ta đó là chung cư Tôn Thất Thuyết đó. Mình quẹo phải vào đường Vĩnh Hội, và mình sẽ quẹo trái đường số 45. 45 hay 41 ha. Bên cánh trái là đường Tân Vĩnh. Đường Tân Vĩnh thì sẽ không ra được, không ra được đường 41 ta. Để em xem thế nào. Tại khu bên đây có một vài khu đường số không à. Trục đường này cũng là trục đường chính đây nè. Thôi chắc cái video đó chắc em hẹn riêng một cái video khác ha. Để thôi chạy lòng vòng các anh chị lại mất thời gian nữa. Rồi một số hình ảnh từ quận 4 đi qua Phú Mỹ Hưng và ngược lại gửi cô chú anh chị, để mình có thể hình dung được cung đường mà chúng ta nó đi từ Sài Gòn cho đến siêu thị đó. Đối với các anh chị đã xa Sài Gòn rất là lâu rồi thì video này sẽ giúp các anh chị bạn hình dung được cung đường đi. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hôm sau chúng ta sẽ gặp nhau trong cái video về cung đường kỷ niệm xưa. Và cung đường video này chỉ mang tính chia sẻ hình ảnh về đường đi thôi. Rồi chào tạm biệt bà con nha. Bye bye các anh chị và các bạn. Bên tay phải chúng ta đó là chùa Giác Quang.